888B giải trí trực tuyến hàng đầu châu Á. Nhận ngay khuyến mãi 150% tại 888B.com. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Tâm Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng 9 Serie A giữa Inter Milan và Juventus. Trận đấu đáng xem nhất vòng này sẽ là màn đối đầu giữa hai đội tuyển rất khác điểm và đều bước vào trận đấu với phong độ thi đấu sung mãn nhất. Nhưng dường như Juventus được đánh giá nhỉnh hơn trong tình hình hiện tại. Liệu ba đầm già có thể kiếm về 3 điểm trên sân khách hay không? Hãy cùng với Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay nhé! Sau kèo bóng đá Inter Milan gặp Juventus tại vòng 9 Serie A. Thời gian diễn ra là 20 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Sau kèo trận đấu Inter Milan gặp Juventus, phong độ của Inter Milan 5 trận gần nhất. Nhìn vào thành tích hiện tại của Inter Milan sau 8 vòng đấu, họ đang xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm có trong tay, 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua là thành tích không quá tệ, đặc biệt khi họ ghi đến 2-3 bàn thắng trong giải đấu cao nhất. Điều này đang cho thấy được hàng công vô cùng mạnh mẽ sẽ gây khó khăn rất lớn cho hàng thủ của Juventus. Phong độ của Juventus 5 trận gần nhất. Trong trận làm khách sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Massimiliano Allegri sẽ có trận làm khách tại Stadio Giuseppe Meazza. Sau những vấp ngã bết bát vừa qua, đoàn quân của bà đầm già đang cho thấy đẳng cấp vượt trội với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Sau kèo tài xỉu Inter Milan gặp Juventus, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1 hòa. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0,88 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0,92 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,75. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0,98 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0,96 nếu trận đấu ra xỉu. Mỗi trận đấu giữa hai đội đều diễn ra bùng nổ và hấp dẫn. Trong 5 trận ra sân gần nhất, Juve đang cho thấy hàng thủ ổn định, trong khi đó Inter Milan lại có dấu hiệu lơ là trong phòng ngự, vì thế mà họ thủng lưới 4 trong 5 trận ra sân gần nhất. Rất có thể trận này kèo tài sẽ mang lại cơ hội thắng cao nhất cho anh em. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 0,25. Inter Milan nằm cửa trên và chấp Juventus 0,25 trái. Việc nhà cái đưa ra mức chấp 0,25 trái nghiêng về Inter Milan trong bối cảnh Juve đang thắng 4 kèo liên tiếp cho thấy sự đánh giá thực lực của đội chủ nhà khá cao ở trận này. Bởi lẽ trong 5 trận gần nhất, Inter Milan chỉ thắng đúng kèo 1 trận và ở sân nhà họ thua kèo 3 trên 4 trận. Juventus cũng đang có tỷ lệ thắng khá cao trong những trận đấu làm khách ở Meazza, cụ thể 3 trận gần nhất họ thắng 2 thua 1. Rất có thể cửa Juventus sẽ là lựa chọn đáng tin cậy nhất cho anh em. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mang lại chiến thắng. Dự đoán tỷ số trận đấu, Inter Milan thua 1-2 Juventus. Trên đây là những nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Anh em hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube Tám Bóng Đá để cập nhật sớm nhất các video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.